Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip ngắn về vấn đề vừa rồi ở trên mạng, có cái chuyện mà cắt quả cam nhỏ vào que tét mà lên hai vạch. Hôm nay mình sẽ chứng minh để xem cái clip đó có đúng hay không nhé. Đấy, thì bây giờ mình dụng cụ gồm những sau: một que tét chưa bóc các bạn nhé, vẫn còn nguyên tem đây, khá nguyên đó. Bây giờ mình sẽ cắt cái quả cam của quất đấy, thì mình sẽ vắt vào đây, sau mình khoáng lên nhé. Thì sau đó mình sẽ nhỏ vào đây để xem có lên hay không lên hai vạch hay là một vạch. Giờ mình sẽ cắt ra nhé. Clip này mình sẽ không cắt ghép nhé, hay là làm cái gì thực tế luôn đó. Bây giờ mình sẽ cắt nhỏ vào đây nhé. Đó. Đây mình sẽ trộn vào đây. Đấy. Cho vào xem có lên hay không nhé. Đấy. Hoặc là mình nhỏ trực tiếp vào cái này cũng sẽ được nhé. Đó, mình trộn nó vào. Đấy. Đây quay te đây. Mình bọc nguyên xi nhá, không có gì nhá. Đó. Đây. Mình vắt vào đây nhá. Đấy. Bạn nhìn thấy chưa? Đó. Được lưng thế này nhá. Đây. Giờ mình sẽ bịt xúc đều nhá. Đó. Nhà đã xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ nhỏ nhé các bạn nhé. Mình sẽ cầm quay. Hình ảnh nó không được rõ cho lắm, để mình lấy led cho nó chuẩn. Mình sẽ mang ra đây mình lấy led cho nó chuẩn nhé. Ánh sáng nó đủ độ sáng. Đây. Vẫn hơi mờ nhỉ. Thôi mình nhỏ nhá. Đó. Đây. Đấy, nhỏ bằng nước cam đấy các bạn ạ. Nha. Không có nhá, vạch lên rất là mờ nhá. Đấy. Nhờ nó lên rất là mờ, nó không rõ như cái dịch khi mà mình ngoáy ở mũi của người. Đấy. Nó lên đến đây các bạn. Đây. Đấy, nó lên nó rất là mờ như thế này. Đó. Đó, rất là mờ nhá.
Đây nó đang chạy đây. Không có vạch nào các bạn nhé. Rồi. Đó nó chạy hết rồi này. Đây. Ừ. Đây ạ. Rất là mờ, hầu như không có nhé. Mình nhỏ tiếp đi. Đó. Đó. Không có một tí nào nhé. Đây. Để cả mình nhỏ trực tiếp lên nhé. Vị trí là nước cam nó cũng không nên như mọi người nghĩ đâu nhé. Không như một cái clip mà đăng lên trên mạng mà bảo nhỏ nước cam vào mà lên hai vạch. Đấy, không lên một tí nào nha. Vậy cái một cái clip đưa trên mạng mà bảo nước cam mà nhỏ vào đây mà lên được là cái clip đấy vớ vẩn, không đúng sự thật. Đó các bạn xem, không có một cái gì nha. Đấy, nước cam nhỏ vào đây có vấn đề gì đâu. Đấy, nó chạy lên nó không có cái gì cả các bạn. Rất là mờ, bây giờ nó trắng tinh. Rồi chào các bạn nhé. Đây. Đấy các bạn cần nhắc. Nhiều người ra hiệu thuốc bảo mua để về để nhỏ thử cam, nước cam vào xem có lên không. Nghi ngờ que test chất lượng kém. Đây. Mình đã làm